À, xin mời sự chia sẻ của Trung. Xin chào Trung. Dạ. Em chào anh Thơ Quang, chào tất cả mọi người, cô chú bác, các anh chị đang trên diễn đàn. Không biết là các anh chị ở dưới có nghe rõ không ạ? Hôm nay anh nghe rõ chưa? Nghe âm bên anh nghe âm thanh rõ. Thì ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cái chủ đề, thì liên quan đến cái chủ đề của chúng ta thì nó cũng có một chút hơi hướng ở cái mà đang nóng hổi hiện nay, mà trên thế giới mọi người cơ bản cũng đang nhìn vào, đó là cuộc chiến của Nga và Ukraine. Thì trước khi bắt đầu thì em cũng nói rõ quan điểm của em á, thì là em không có cổ súy cho bất cứ một cái cuộc chiến tranh nào. Em nói rõ là em không cổ súy cho bất cứ một cuộc chiến nào và cũng không thần tượng hóa bất Đúng rồi. cứ cá nhân nào trong cái việc này. Thì em chỉ đưa ra góc nhìn cá nhân em thôi. Đấy, thì em đi theo cái hướng là từ góc nhìn cá nhân của em nhìn nhận về cái cuộc chiến tại Ukraine. Và cái thứ hai nữa là chúng ta thấy được cái quý giá của độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ ở Việt Nam chúng ta hiện nay nó quý báu như thế nào. Đúng rồi. Thì đầu tiên em đi vào cái hướng thứ nhất, đó là cái cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraine. Thì mọi người cũng đã biết rồi, thì hiện nay tình hình ở Ukraine thì đang leo thang khi mà Tổng thống Putin bất ngờ phát lệnh một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa ở cái nước Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, tức là vào đêm ngày hôm qua đấy, vào ngày hôm qua, sáng ngày hôm qua theo giờ Việt Nam mình. Và cái chiến lược mà đưa ra đấy thì là sẽ là đánh vào các cái khu quân sự Chào và kêu anh. khu kỹ thuật. Đấy, thế nên là Nga đã dùng các loại vũ khí thông minh và hiện đại để tấn công vào các cái mục tiêu quân sự đã được định sẵn này. Đấy. Còn về nguyên nhân để dẫn đến cuộc chiến này Chào em ơi. thì về sâu xa, về nguồn gốc từ ngày xưa, về lịch sử thì em không có đề cập đến, mà em chỉ nói gần đây thôi. Đó là gì? Đó là khi mà Nga có yêu cầu Ukraine là trung lập và không gia nhập NATO. Bởi vì chúng ta đều biết là sau khi mà Liên Xô tan rã đấy, thì Mỹ và NATO đã liên tục dồn ép Nga thu hẹp cái không gian chiến lược và tầm ảnh hưởng của Nga. Đấy, đồng thời là tạo cái nguy cơ hiện hữu đối với an ninh quốc gia Nga. Cụ thể là chúng ta thấy là NATO đã 5 lần mở rộng cái kết nạp các cái thành viên về phía đông sát với biên giới của Nga. Đồng thời là thiết lập các cái hệ thống phòng thủ tên lửa tại các nước như Cộng hòa Séc hoặc Ba Lan, có những nước mà giáp danh với Nga đấy, nhằm áp sát nước Nga và làm nước Nga tiếp tục suy yếu sau khi mà Liên Xô sụp đổ. Mà chúng ta nên nhớ ở đây là sau khi Liên Xô sụp đổ là Nga đã trở thành một nước tư bản chủ nghĩa với cái đa nguyên, đa đảng, đúng không ạ? Có nghĩa là cùng mô hình với lại các nước này. Tuy nhiên là họ vẫn vẫn có những cái động thái như vậy. Thì vào tháng 12 năm 2021 ấy, thì Nga cũng đã gửi cái đề xuất an ninh 8 điểm với các cái lằn danh đỏ cho Mỹ và NATO. Thì trong đó có yêu cầu đảm bảo về mặt pháp lý rằng NATO không kết nạp bất cứ quốc gia nào ấy từng thuộc Liên Xô, trong đó có Ukraine và Georgia. Đồng thời là không có triển khai vũ khí tấn công gần biên giới so với Nga. Thế nhưng mà bởi vì khi mà triển khai như thế này đó, thì ông Putin ông nhấn mạnh rất rõ là gì? Là khi mà NATO và Mỹ triển khai cái hệ thống tên lửa tại gần biên giới Nga, cụ thể tại Ukraine và Georgia đấy, Chào anh thì Minh. tên lửa của các nước này có thể hướng tới Moscow chỉ trong vòng 4 đến 5 phút. Đấy, bởi vì cái Chào Hoàng khoảng Nguyên. cách giữa Ukraine và Moscow nó chỉ khoảng tầm 640 km, nó khoảng tầm đấy. Thì lúc này thì ông cho rằng là họ đã chạm tới cái làn danh đỏ cuối cùng mà họ không thể vượt qua được nữa. Đó là cái có thể nó hiểu là tối hậu thư của ông Putin đưa ra. Thế nên là khi mà Ukraine trở thành một thành viên của NATO thì tên lửa siêu thanh của Mỹ đặt ở Ukraine thì Nga không có cách nào chống trả. Đấy, thì đến ngày 26 tháng 1 năm 2022 thì Tổng thư ký của NATO, đó là ông Jens Stoltenberg, có nói rằng là sẽ không thỏa hiệp với Nga về
khả năng kết nạp Ukraine và Georgia và các nước khác đã từng Liên Xô của từng thuộc Liên Xô đấy vào NATO. Thế thì có nghĩa là NATO đã bác bỏ cái yêu cầu mà Nga đưa ra. Thế thì cái cuộc chiến ngày hôm nay ở Ukraine đấy, nó là cái hậu quả tất yếu khi mà các yêu cầu của Nga về đảm bảo an ninh quốc gia không được đáp ứng. Bởi vì sao lại thế? Bởi vì là gì? Đó là chúng ta nhớ lại cái khủng hoảng tên lửa tại Cuba, đúng không ạ? Thì bây giờ ví dụ như có một quốc gia nào đó, người ta phát triển hệ thống tên lửa tại Canada, Mexico, Cuba, các nước mà có thể nói là gần với Mỹ, thì chắc chắn Mỹ sẽ không bao giờ chấp nhận, đúng không ạ? Cái đó là cái điều dĩ nhiên mà chúng ta có thể hiểu rồi. Thì Nga cũng phản ứng tương tự như vậy. Thì trước những cái hành động quân sự của Nga đó, thì Mỹ và các nước Tây Âu cũng đã liên tiếp đưa ra các đòn trừng phạt nhằm vào kinh tế của Nga. Đấy. Thì Nga cũng đã có những cái động thái đáp trả trong ngày hôm nay, ví dụ như cấm bay đối với Anh chẳng hạn, đấy, một số cái lĩnh vực khác nữa. Thế nhưng mà khi mà các nước đưa ra các đòn trừng phạt nhằm vào kinh tế, nhưng mà các nước này người ta đã khẳng định là sẽ không đưa quân tham chiến tại Ukraine. Và ngay cả Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã rất lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc đụng độ quân sự giữa Mỹ và Nga, đến mức là Washington đã rút nhiều binh sĩ Mỹ đang huấn luyện cho lực lượng Ukraine ra khỏi cái nước quốc gia Đông Âu này. Và gần đây nhất là ông cũng đã khẳng định là sẽ không đưa quân đội Mỹ đến để sơ tán những người Mỹ mắc kẹt tại Ukraine với lý do là có nguy cơ xảy ra đụng độ. Mà anh em chúng ta có thể hiểu là khi mà Nga và Mỹ mà đã xảy ra một cuộc đụng độ trực tiếp thì cái viễn tưởng về chiến tranh thế giới và chiến tranh hạt nhân rất có thể xảy ra. Đó là em lạm bàn một chút thôi. Đó, em lạm bàn một chút về vấn đề này. Có thể là suy đoán cá nhân em thôi. Thế nhưng mà dĩ nhiên khi mà Tổng thống Mỹ người ta đưa này ra lý do như vậy thì nó rất là hợp lý. Chung ơi, thế này là Chung, dạ, nhân tiện cái câu chuyện Chung vừa chia sẻ đó. Nhân tiện cái câu chuyện Chung vừa chia sẻ với góc nhìn của Chung đó. Thì có một câu thế này thì theo Chung, Chung thấy thế nào? Anh xin đọc cho Chung với mọi người cùng nghe nhé. Trong một số cuộc chiến tranh và xung đột gần đây, và đặc biệt trong cuộc xung đột Nga và Ukraine lần này, chúng ta mới thấy giá trị của độc lập, tự chủ, tự quyết. Mới thấy đường lối lãnh đạo xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là lợi ích quốc gia dân tộc là cốt lõi và quyền tự quyết. Tính tự tôn dân tộc duy trì kiên quyết môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. Thì theo Trung, Trung thấy thế nào về cái câu này? Còn cái vấn đề nữa là nãy Trung vừa mới nói liên quan tới vấn đề khi Tổng thống Biden, ông cho rằng là do lo sợ đụng độ xung đột với Nga mà không thể sơ tán công dân Mỹ đang ở Ukraine, đúng không ạ? Thì về cái lý do đó thì mình, đúng là mình cá nhân anh cũng giống như Chung thôi, là mình cũng không có ý kiến gì, nhưng mà đâu đó mình cảm thấy nó có cái sự là thiếu thuyết phục. Bởi vì như thế nào, nếu mà đụng độ thì sơ tán người dân thì chúng ta đưa máy bay dân sự tới đó mà. Và với tình hình bây giờ là tinh thần nhân đạo, tất cả mọi nước họ đều giải quyết vấn đề đó, đúng không? Thậm chí có nhiều cuộc chiến họ còn phải là ngừng bắn để họ cho các quốc gia khác sơ tán công dân của mình cho xong. Đâu đó có những cái đó. Thì cá nhân thôi, đúng không? Cá nhân thôi. Thưa quan cảm thấy là cái điều đó là không thuyết phục. Ha? Quay lại cái câu trên mà nãy thưa quan mới đọc cho Trung thì Trung thấy thế nào? Xin mời Trung. Dạ vâng, trước khi em có ý kiến về cái comment phát biểu của anh ở dưới thì em tiếp tục một chút, bởi vì cái ý kiến này em sẽ đề cập ở phía sau, bởi vì em đi theo cái ban đầu mà em đã nói đấy, cái hướng lúc đầu mà em đã nói ra đó. Dạ, thì em sẽ đề cập cái này ở phía sau. Dạ. Thì em đang tiếp tục ở cái vấn đề chia sẻ liên quan đến cái vấn đề mà Mỹ và NATO đã khẳng định là không đưa quân sang để tham chiến tại Ukraine vì lo sợ là sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới. Đấy, mà cái này là do phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden, và ông đã phát biểu trên cuộc phỏng vấn của kênh NBC News. Đấy,
Còn về vấn đề thứ ba, đó là góc nhìn cá nhân em về Ukraine. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ khái quát một chút về vị tổng thống, đương kim tổng thống của Ukraine. Đó là ông Volodymyr Oleksandrovich Zelensky. Thì ông này sinh ngày 25 tháng 1 năm 1978. Thì ông được đào tạo về luật tại cái Viện Kinh tế Krivitsik và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Kyiv. Tuy nhiên là sau này ông không có hành nghề chuyên nghiệp ấy, ngoại trừ 2 tháng ông thực tập về luật thôi. Thì trước khi ông nhậm chức vào năm 2019 với hơn 70% số phiếu bầu, thì ông đã nổi tiếng với tư cách là một người dẫn chương trình, diễn viên hài, đạo diễn, nhà soạn xuất và là nhà kịch, nhà biên kịch. Thì ngoài ra thì ông là đồng sở hữu và là giám đốc nghệ thuật của Kraparatat 95 Studio từ 2003 đến 2019 và tổng sản xuất của kênh Inter TV 2010 đến 2012. Và trong cái series phim truyền hình ông tham gia có cái tựa đề là Đầy tớ của nhân dân. Và cái tựa đề này thì chúng ta nghe có cái hơi hướng gì đó của nhà chúng ta, đúng không ạ? Có hơi hướng. Thì trong phim ông cũng đã đóng vai một giáo viên lịch sử và sau đó được bầu thành tổng thống Ukraine, và thực tế đã chứng minh là ông đã trở thành tổng thống Ukraine sau khi đắc cử và tuyên bố nhậm chức vào ngày 20 tháng 5 năm 2019. Còn về nguyên nhân hay là có những cái vấn đề phía sau như thế nào mà để ông ấy được bầu làm tổng thống thì em không dám lộng ngôn, không dám phát biểu ở đây. Và Nếu mà em chỉ hiểu là khi mà một diễn viên lên làm tổng thống á, là không phải là chuyện dễ dàng. Và dĩ nhiên cái kết quả bầu ông lên làm tổng thống với hơn 70% phiếu bầu ở đây thì chúng ta xác định đây là phiếu bầu của người dân Ukraine chứ không phải là bất kỳ một quốc gia nào khác. Đó. Thế thì mặt khác nữa đó là khi cái cuộc xung đột với Nga nổ ra đó thì ông ta cũng có những cái động thái hết sức là cứng rắn. Đấy, thì dĩ nhiên là cũng có sự hà hơi tiếp sức từ Mỹ và NATO, cụ thể là cái vấn đề khẳng định là sẽ giúp, đúng không ạ? Sẽ giúp, cái này chúng ta theo dõi trên các kênh truyền thông là sẽ biết rồi. Thế nhưng mà lúc đầu á thì ông tuyên bố rất là cứng rắn, và ông cụ thể là ông đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga và ban bố cái tình trạng thiết quân luật trên toàn quốc. Đấy, sau khi mà Nga thông báo sẽ triển khai cái chiến dịch quân sự đặc biệt tại Donbass, có nghĩa là miền đông Ukraine, và trấn an người dân trên các cái phương tiện truyền thông vào ngày 24 tháng 2, có nghĩa là ngày hôm qua. Thế nhưng mà khi mà các mũi tấn công của Nga liên tục áp sát, cùng với việc Mỹ và NATO khẳng định là sẽ không gửi quân đến tham chiến, thì vị tổng thống này đã đau đớn thừa nhận đó là gì? Đó là chúng ta đã bị bỏ rơi, đúng không ạ? Thì cụ thể em sẽ nêu lại cụ thể nguyên văn cái bài phát biểu của ông này trên truyền hình. Đấy, khi mà trong cái tình trạng có thể nói là mệt mỏi và ủ rũ trong cái bối cảnh mà Ukraine đang bị hứng chịu các đòn tấn công nhiều phía từ Nga. Ông ta nói cụ thể như sau: ai sẵn sàng đảm bảo Ukraine trở thành thành viên NATO? Thành thật mà nói, ai cũng sợ. Tôi đã hỏi tất cả các nước đối tác xem họ có đứng về phía chúng ta không. Họ đứng về phía chúng ta nhưng không sẵn sàng kết nạp chúng ta vào cùng liên minh với họ. Bất kể tôi đã có bao nhiêu cuộc trao đổi với các lãnh đạo nước ngoài, tôi chỉ nghe được vài điều. Đầu tiên là chúng ta được hỗ trợ. Tôi biết ơn từng quốc gia đã giúp chúng ta một cách cụ thể, không chỉ bằng lời nói. Nhưng điều thứ hai là chúng ta đã bị bỏ lại một mình trong cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước. Ai sẵn sàng chiến đấu cùng chúng ta? Thành thật mà nói, tôi chẳng thấy ai. Hôm nay tôi đã trực tiếp hỏi 27 lãnh đạo châu Âu liệu Ukraine có được gia nhập NATO hay không. Mọi người đều lo sợ, không trả lời. Nhưng chúng ta không sợ, chúng ta không sợ bất cứ điều gì. Ông Zelensky đã nhấn mạnh trên truyền thông, thì trong đó có những cái câu nói thì dĩ nhiên là em không có vạch lá tìm sâu hay là bới móc gì cả. Thế nhưng mà chúng ta sẽ nói ở phía sau. Đấy. Thì khi ông phát biểu như vậy có nghĩa là ông đã bị bỏ rơi khi mà ông đứng trên cương vị là một tổng thống bảo vệ quốc gia của mình, thế nhưng mà lại trông chờ vào những các quốc gia khác. Đấy, khi người ta không giúp thì lại nói rằng là bị bỏ rơi, và câu nói này rất quen thuộc, đã được vọng về từ quá khứ, đúng không ạ? Thì tuy nhiên là khi mà xe quân sự của Nga đã áp sát thủ đô Kiev
thì cố vấn tổng thống Ukraine là ông Mykhailo Podolyak nói với phóng viên Reuters rằng là chúng tôi muốn hòa bình nên tổ chức đàm phán nếu còn có thể, nếu Moscow sẵn sàng đối thoại, bao gồm cả vấn đề trạng thái trung lập với NATO, chúng tôi sẽ không ngần ngại tham gia. Sẵn sàng đối thoại là một phần trong nỗ lực theo đuổi hòa bình không ngừng nghỉ của chúng tôi. Có nghĩa là lúc này khi mà các cái lực lượng quân sự của Nga đã áp sát Kiev thì cố vấn của Tổng thống Ukraine đã muốn đàm phán và đối thoại về vấn đề trung lập, trước đó đã từ chối. Thế nhưng mà phản ứng trước các cái động thái đó thì Nga đã nêu ra một cái điều kiện đàm phán với Ukraine. Cụ thể là trong cái buổi họp báo ngày hôm nay thì ông Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã khẳng định là Nga Chào Phúc Hậu. sẵn sàng đàm phán bất cứ lúc nào và ngay khi lực lượng vũ trang Ukraine đáp lại lời kêu gọi hạ vũ khí. Nga không muốn những kẻ theo chủ nghĩa tân phát xít cầm quyền tại Ukraine. Đó là cụ thể lời phát biểu của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Thì có lẽ là cho đến lúc này chúng ta có thể hình dung lại từ đầu, có nghĩa là trong 2 ngày, ngày hôm qua và ngày hôm nay, cuộc chiến đã diễn ra và cái hành động của các bên từ Nga như thế nào, đúng không ạ? Ukraine như thế nào và phương Tây như thế nào, và kết quả đến ngày hôm nay thì Ukraine đã chấp nhận đàm phán. Tuy nhiên Nga cũng nêu ra một điều kiện rất cụ thể đấy. Thế thì có lẽ lịch sử lại tiếp tục có thể tái diễn một lần nữa khi Thủ tướng Anh đã ủng hộ một chính phủ Ukraine lưu vong và nói ông Zelensky cần một nơi an toàn. Cái này chúng ta nghe nó rất là một bài học, có lẽ là từ quá Quen. khứ vọng về, nó không không không, không chạch đi đâu được cả, nó đúng theo con đường đó. Thế thì như vậy á, thì chúng ta nhìn toàn cảnh lại Kịch thì bản. em không dám lạm bàn quá sâu về vấn đề chính trị hay là vấn đề quân sự ở đây, và ngay từ đầu em có nói là em không ủng hộ một cuộc chiến tranh nào cả, chưa bao giờ em ủng hộ. Thế nhưng mà qua cái sự việc ở Đúng Ukraine rồi. đó thì chúng ta nhìn lại một chút đấy, nếu như nhá, em cũng sẽ đặt ra một cái tình huống là nếu như chúng ta cũng đa đảng như những cái thành phần dân chủ cuội và những cái thành phần mà luôn chống phá Việt Nam ao ước đấy, đấy thì cái độc lập dân tộc sẽ bị lệ thuộc vào một quốc gia khác như trường hợp Ukraine ở đây, đúng không ạ? Có nghĩa là độc lập dân tộc của đất nước chúng Đúng. ta nhưng lại phải phụ thuộc vào một quốc gia khác thì nó có hậu quả như thế nào? Đấy, Không bởi có quyền vì tự rõ quyết. ràng thôi, Đúng khi rồi. anh mà có cái đời sống, cuộc sống tầm gửi ấy mà, thì khi mà cái gốc cây đó nó không được tưới nước thì tự dưng anh sẽ chết thôi, nó chết theo cái cây đó thôi. Đó, thế nên là chúng ta nhìn lại ở Việt Nam, chúng ta đánh giá lại một chút thì qua cái rùm beng drama từ thiện thì chúng ta có thể nhìn thấy cái tầm ảnh hưởng của cái giới một số nghệ sĩ đó và cái lượng fan hùng hậu mà ủng hộ nó bất chấp như vậy và nó tự cho mình là vùng đất cấm bất khả xâm phạm, đúng không ạ? Thế thì tự dưng trong xã hội nó tạo ra một Đúng cái rồi. quyền lực mềm đấy, muốn thao túng xã hội. Thế nên là khi mà tham gia vào chính trị thì hậu quả tất yếu không khác gì Ukraine ngày hôm nay đấy, vừa đa đảng, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta đặt ra cái giả thuyết đó đi ạ, vừa đa đảng vừa là gì ạ, cái quyền lực mềm từ giới nghệ sĩ tham gia vào chính trị khi anh không quá hiểu biết về chính trị, về đường lối ngoại giao, về chiến lược quân sự, về phát triển kinh tế, vân vân và vân vân, thì cái hậu quả tất yếu khi chúng ta dựa dẫm vào các quốc gia khác nó sẽ có tác hại không khác gì Ukraine ngày hôm nay. Thế nhưng mà cũng rất may là gì, rất may là khi khi mà có người lên tiếng thì nó giúp cho gì, giúp cho người dân có những cái tác động tích cực ít nhiều đó. Nói cụ thể là như vậy, thì người dân có nhìn khách quan hơn về vấn đề đạo đức nghệ sĩ hay là tầm ảnh hưởng nghệ sĩ đối với xã hội. Từ đó người ta cũng 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 tự nhận thấy bản thân mình là có những cái gì đó nó vượt quá cái giới hạn cho phép, thì người ta đã có sự chững lại, thì cái đó rất là mừng. Thế nhưng mà rất may cho chúng ta là chúng ta cái giả thuyết đó nó không tồn tại. Thì thế thì đất nước chúng ta cũng đã trải qua mấy ngàn năm lịch sử rồi, với hàng ngàn các cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc từ xưa đến nay. Thế thì trải qua những cái giai đoạn lịch sử đó thì với tư tưởng của Bác Hồ chúng ta xác định rất rõ, đó là tự lực tự cường là tiền đề của độc lập tự do, giống như câu lúc nãy mà có anh comment đấy, đúng không ạ? Độc lập tự chủ
tự lực tự cường là tiền đề của độc lập tự Tự do, đây quyết. là tư tưởng của Bác Hồ chúng ta đã xác định đó. Thế thì cùng với đó thì dưới sự lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo của Đảng chúng ta đã tự quyết là gì? Đó là đứng lên đấu tranh, đúng không ạ, giành độc lập dân tộc, thống nhất hai miền Nam Bắc. Và từ những ngày đó giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến nay thì đất nước chúng ta cũng đã xây dựng được cái môi trường hòa bình ổn định, đúng không ạ, cùng với chính sách ngoại giao tài tình. Chúng ta phải nói như vậy bởi vì chúng ta nhìn lại đi, cái tầm ảnh hưởng của Việt Nam chúng ta về 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 diện tích này, về dân số này, về phát triển kinh tế, nếu mà so sánh với Ukraine trước đây thì chúng ta thua xa, chúng ta cũng phải phải có thể những cách nhìn nhận là như vậy. Đấy, thế nhưng mà dưới sự lãnh đạo của Đảng thì chúng ta có thể thấy được là gì? Ngày nay Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển, đúng không ạ? Có môi trường hòa bình, ổn định, Đúng cùng rồi. với chính sách ngoại giao tài tình nữa. Chúng ta nói dứt khoát là gì? À, chúng ta sẵn sàng làm bạn, nhưng chúng ta là gì ạ? Phát triển cùng có lợi nhưng mà không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Và có những cái nó rất là tuyệt vời, đó là một cái lựa chọn có thể nói là sáng suốt của lãnh đạo Đảng nhà nước trong cái việc lãnh đạo đất nước chúng ta tự lực tự cường, tự chủ. Đấy. Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ độc lập dân tộc, không có dựa dẫm vào bất kỳ một đất nước nào hay thế lực nào. Đấy, thì chúng ta có được tự lực tự cường Đúng rồi. thì cái tiền đề đó nó là rất là vững chắc để cho xây dựng cho đất nước Việt Nam chúng ta độc lập tự do như ngày hôm nay. Thế nhưng mà qua đó thì chúng ta cũng thể thấy được cái gì? Đó là sự thâm độc của những cái kẻ mà dân chủ cội ở trong nước, cũng như những kẻ khác mà có những cái tư duy nô lệ, đấy, phụ thuộc ngoại bang, đấy, luôn sẵn sàng đánh đổi sự hy sinh của chính nhân dân Việt Nam để đạt được cái mục đích. Đấy, thì nói đến đây chúng ta lại nhìn lại một chút về cái tự do dân chủ mà các anh luôn kêu gọi. Chúng ta sẽ nhìn lại một chút. Cụ thể, năm 2001, Mỹ bắt đầu tiến quân xâm lược Afghanistan. Đến năm 2003, lại tiếp tục xâm lược Iraq. Năm 2010, xâm lược Libya. Năm 2018, xâm lược Syria. Thế thì hiện nay ở những cái nơi này, người dân người ta đã được sung sướng chưa? Đã được tự do dân chủ chưa? Hay là hậu quả của bom đạn, của chiến tranh để lại với những cái giá trị hiện hữu và cái đau thương mà mất mát hiện đang còn tồn tại ở những quốc gia này? Thì từ đó chúng ta có thể nhìn nhận và đánh giá một cách nó khách quan về những cái người, đúng không ạ, luôn hô hào tự cho mình là đấu tranh cho tự do dân chủ để tìm cớ là gì? Tìm cớ là rước, đúng không ạ, rước ngoại bang về chống phá, rồi là gây chia rẽ ở trong nước, và cuối cùng là dẫn đến một cuộc chiến tại Việt Nam. Cái đó là cái kịch bản mà các anh này, các anh luôn mong muốn xảy ra tại Việt Chính Nam. xác. Mà khi xảy ra tại Việt Nam thì nó sẽ là gì? Nó sẽ lại tiếp tục mang lại một cái đau thương mới cho dân tộc Việt Nam sau 47 năm hòa bình độc lập. Đấy. Thế thì qua cái sự kiện Ukraine thì em không dám lạm bàn quá sâu về vấn đề này, vấn đề kia, không dám đánh giá từng cá nhân nào cả, và em cũng không dám nói về vấn đề về 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 phản ứng của các nước hay là của Việt Nam chúng ta về cuộc chiến này, bởi vì em chỉ là một cá nhân và cái tầm hiểu biết của em nó chỉ có giới hạn. Thế nhưng em tóm lại là gì? Tóm lại cái cuộc chiến này xảy ra nó có nguyên nhân xuất phát từ cái vấn đề Nga có yêu cầu về đảm bảo an ninh quốc gia của họ. Thứ hai là Ukraine có sự hà hơi giúp sức và rất là cứng rắn trong vấn đề này. Thế nhưng khi cuộc chiến xảy ra thì anh ta lại lại nói rằng là anh ta bị bỏ rơi trong chính cái cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của anh ta. Đó là gì ạ? Mất đi cái tự lực tự cường mà phải phụ thuộc. Đấy, thế nên khi người ta có cuộc chiến cái là anh sụp đổ một cách nó rất là nhanh chóng. Cụ thể trước đây bài học ở ở của Việt Nam Cộng hòa tại miền Nam Việt Nam nó hiện hữu ngay trong cái cuộc chiến này. Đó là khi Mỹ không có viện trợ nữa thì ngay lập tức các anh là gì ạ? Tùy nghi di tản và sụp đổ một cách nhanh chóng, rút lui chiến lược. Đấy, và cuối cùng nữa là lưu vong. Cái đó nó có thể thấy được là nó rất là rõ ràng. Còn em cũng không dám phê phán, em chỉ nêu lên cái vấn đề là từ năm 2001 đến đến 2018 thì Mỹ tham gia vào các cuộc chiến ở các quốc gia đó. Còn em không dám phân tích quá sâu về vấn đề nguyên nhân
hay là các nước phản ứng như nào, hay Liên Hợp Quốc phản ứng làm sao, hay là có can thiệp hay không, cái đó em không dám nói đến. Bởi vì em chỉ nói lại để cho mọi người thấy là tất cả những cuộc chiến với cái tiêu chuẩn, cái tiêu chí đặt ra là vì tự do dân chủ thì hậu quả nó sẽ như thế nào. Đó thì tất cả mọi người có thể so sánh, đối chiếu, và chúng ta nhìn ngược lại đất nước chúng ta ngày hôm nay, thì cái độc lập tự do của chúng ta ngày hôm nay đó, nó đánh đổi bằng xương bằng máu thì mới thấy được cái đó nó quý báu biết bao nhiêu, đúng không ạ? Người dân chúng ta ngày hôm Đúng nay rồi. được như ngày hôm nay đấy, tự do phát triển đấy, nó quý báu như thế nào. Thế thì từ đó thì em cũng mong muốn là gì, mỗi người dân chúng ta đấy, có cái nêu cao được cái nhìn nhận, cái ý thức trong cái vấn đề xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bởi vì những cái thành phần mà người ta chống phá thì người ta sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để người ta đạt được mục đích, và trong đó người dân chúng ta nếu như không tỉnh táo sẽ vô tình trở thành một cái công cụ để người ta lợi dụng, một cái quân cờ để người ta Chính lợi xác. dụng. Và khi hết giá trị lợi dụng thì ngay lập tức các anh sẽ trở thành có thể là những cái vật hy sinh trên cái con đường mà người ta đạt được mục đích đấy. Thì chính vì vậy nên là em cũng muốn chia sẻ một chút để mọi người có thể nhìn nó khách quan hơn, nó toàn diện hơn. Dĩ nhiên là em không có, em nói ngay từ đầu rồi, em không ủng hộ bất kỳ một cuộc chiến nào nếu như cái vấn đề ở Nga và Ukraine được giải quyết bằng đàm phán hòa bình thì tốt biết mấy. Đấy, thế nhưng mà khi cuộc chiến diễn ra rồi thì chúng ta cũng không có ngăn cản được, và em cũng không dám lạm bàn quá sâu. Thế nhưng nhìn tổng thể lại thì cái kết cục cuối cùng vẫn là ai ạ? Người dân là phải chịu. Đấy, Chính người dân xác, là phải chịu. bị Nhà gánh đủ hết. nhà tan cửa nát, đúng không ạ? Gia đình thì người sống người chết ly tán khắp nơi, người thì chạy đằng đông, người chạy đằng tây. Cái đó là lịch sử ở Việt Nam chúng ta đã có thể thấy được rồi. Đó, có thể thấy được rồi. Thế nên là cũng mong là mọi người nhìn nhìn vào đó để có thấy được cái mà hậu quả mà chắc chắn sẽ xảy ra ở Việt Nam nếu chúng ta không nêu cao cái tinh thần cảnh giác đối với những cái kẻ mà luôn lấy cái lý do ra để hô hào, để gây chia rẽ, biểu tình rồi các thứ. Đó là chúng ta có phải hết sức cảnh giác đối với những cái đối tượng này. Đó là về quan điểm cá nhân em, là về góc độ em nhìn nhận là từ từ nhiều phía là như thế, nhưng mà nó chỉ là một chút thôi chứ em không dám nói sâu. Đấy thì cũng đồng thời là cũng cũng có thêm một cái ý kiến cùng với anh Hoàng Nguyên trong cái vấn đề mà anh nêu ra là như vậy. Thì em cũng xin cảm ơn anh Thơ Quang và tất cả mọi người đã lắng nghe, và em cũng Cái này chung, rất là cảm ơn mọi người đã cho chia sẻ nha. này chung thì anh xin chung ít phút. Nhân câu chuyện mà chung có nói đề cập tới vấn đề là người dân chúng ta phải nên có sự tỉnh táo, có sự hiểu biết để tránh bị lợi dụng. Thì ở đây có hai khái niệm về cái chữ lợi dụng á, thì anh cũng đồng quan điểm với chung. Tức là cái câu chuyện của Ukraine với Nga, như nước Nga như thế nào thì mình cũng không thể nào đào sâu được, đúng không? Mình cũng đâu biết gì đâu. Nhưng mà mình có thể là nhìn qua cái hình ảnh đó để chúng ta liên đới tới cái trách nhiệm của người dân chúng ta và đất nước chúng ta. Nó cụ thể là như thế nào? Là người dân, có thể chúng ta mọi người nhìn thử xem. Có thể trước đây người dân Ukraine đã bị lợi dụng, đúng không ạ? Sao không? Cụ thể nó như thế nào? Vị tổng thống hiện tại trước đây là một diễn viên hài, và qua cái nghề của anh ta đó, anh ta thu hút được một lượng fan rất là lớn đó. Thì mình hiểu nôm na như thế này thôi, tức là có được cái sự thiện cảm, có sự cảm tình từ một số đông người dân nào đó ủng hộ anh ta, đúng không ạ? Cái đó là cái nhất. Còn anh ta có chất lượng hay như thế nào không thì chúng ta chưa biết. Và tiếp theo, cái kịch bản tiếp theo đó là gì? Ví dụ như là như Trung mới nói, có đưa ra cái vấn đề là anh ta xây dựng những bộ phim gì đó là đầy tớ nhân dân, đúng không? Làm đầy tớ nhân dân, và kịch bản là làm tổng thống của Ukraine trong cái bộ phim đó. Thì mọi người cứ hình dung, mọi người thử đặt mọi người là một fan hâm mộ của anh ta vào thời điểm đó, thì mọi người thấy có phải là cái cảm xúc của chúng ta hầu như là bị cuốn theo cái anh chàng diễn viên này không? Đúng mà. Tức là như Thư Quang nói á, chúng ta sẽ cảm thấy có cảm tình, có thiện cảm, và
và hầu như bất cứ cái điều gì mà gọi là idol hay thần tượng nói ra thì chúng ta cũng đều cho là đúng, có thể có vấn đề gì đó sai nhưng mà chúng ta cũng vẫn nhẹ nhàng châm chước bỏ qua cho qua, đúng không? Đó thì tới giai đoạn đó là nếu mà chúng ta nhìn sâu xa thì theo chung có phải là đã bị lợi dụng rồi chưa, là một đoạn đúng không? Rồi tiếp theo giống như chúng ta nói cái phép thử, cái phép thăm dò, bởi vì chúng ta không ở trực tiếp Ukraine nhưng mà chúng ta có thể hiểu được là sẽ có những cái bước như vậy. Nó cụ thể là bộ phim, hoặc là trong bộ phim đó chúng ta đưa ra nhân vật đó ngồi ở vị trí đó và thăm dò phản ứng từ người dân qua cái kiểm soát rating hay vấn đề vân vân mây mây gì đó, để họ có thể kiểm tra được là mức độ người dân ủng hộ nhân vật này được bao nhiêu phần trăm, đúng không? Rồi tiếp theo một bước nữa tới mùa bầu cử, bởi vì đó là một đất nước như Trung nói mọi người hiểu là đi theo một cái chế độ đa đảng gì đó, đúng không? Ai cũng có quyền ra tham gia ứng cử, miễn sao có tiền thôi, để vận động, rõ ràng đúng không? Ngay cả nước Mỹ cũng vậy thôi, ngay cả nước Mỹ cũng vậy thôi. Bây giờ các ứng cử viên ra tranh cử tổng thống thì cái điều đầu tiên họ phải có là gì? Tiền, rõ ràng không? Tiền để làm cái kinh phí trên cái con đường họ tranh cử, làm những cái chi phí đó để trang trải, đúng không? Rõ ràng chưa? Và rõ thêm một lần nữa, ví dụ như cái ông Zelensky này, khi đã trải qua các bước thăm dò, phép thử vân vân mây và cảm thấy là đủ lực rồi, ra tranh cử và lấy được những số phiếu người dân. Còn số phiếu của người dân đó có được đổi bằng tiền hay không thì mình không biết, đúng không? Mình không biết. Nhưng mà về cá nhân, thế nếu chúng ta nghĩ thì chúng ta có quyền đặt dấu hỏi chứ, đúng không ạ? Chúng ta có quyền đặt dấu hỏi để làm gì? Để có mục đích cuối cùng là xây dựng cho nhân vật Zelensky này lên làm cái chức tổng thống của đất nước Ukraine. Đó. Thì ở đây thưa quan muốn truyền tải tới mọi người là gì? Như Trung nói, chúng ta là những người dân thì chúng ta phải tỉnh táo trong tất cả mọi câu chuyện, hoặc là lại trong cái bài viết của bác Phạm, chú Phạm Tiến Khoa thưa quan có chia sẻ đó. Thì đoạn cuối chú Phạm Tiến Khoa có nhấn mạnh là mọi người cứ phải bình tĩnh cảnh giác, đúng không? Đừng đừng thực hiện, tức là cái câu chuyện trực tiếp bỏ phiếu bầu gì đó nó liên quan tới cái vận mệnh quốc gia thì chúng ta phải càng tỉnh táo thôi, đừng hành động theo cảm tính mà phải hành động theo lý trí và cái kiến thức, cái hiểu biết của người dân. Cuối cùng là gì? Đừng để bị ai lợi dụng hết. Và cái hệ quả nếu mà chúng ta lựa chọn sai, đúng không? Chúng ta lựa chọn sai, hệ quả cuối cùng là gì? Người dân khổ, con cháu chúng ta khổ, thế hệ mai sau sẽ khổ. Rõ ràng đúng không ạ? Bởi vì con đường của vị tổng thống Ukraine này, tới từ cái lúc ông ta đi tới cái bước mà ông ta tới ngồi lên ghế tổng thống thì tôi quan tin rằng đó là một quãng đường cũng tương đối dài. Chứ không phải là đùng một phát mà ông ta lên ngồi ghế tổng thống ngay. Tức là nó có bài bản, có kế hoạch, có những cái vấn đề gì đó rất là bài bản để xây dựng một nhân vật lên làm tổng thống, đúng không? Đó thì qua cái chủ đề đó thì anh cũng chỉ muốn tham khảo thêm với Trung, tức là góc nhìn của chúng ta là phải nhìn rõ như thế nào, nhìn ra sao để chúng ta thấy được những cái chiêu trò, những cái thủ thuật ha, nó rất là ghê gớm, nó rất là ghê gớm. Bởi vì thơ quan cứ bị ám ảnh cái câu của cựu ngoại trưởng Kissinger đó nha, thật sự mình bị ám ảnh bởi câu đó. Những gì không đua mua đại khái nó như vậy đó thì sẽ được rất rất nhiều tiền và sẽ quay lại với sự ủng hộ bởi những đồng đô la xanh. Thì Trung thì Trung nghĩ như thế nào về cái điều này, xin mời Trung. Quan điểm cá nhân em thì em chỉ dám nói sơ qua thôi. Bởi vì thực tế mà nói thì anh em chúng ta đều không ở Ukraine nên chúng ta không Đúng có rồi. biết được thực tế cái việc bầu cử bên đó nó như thế diễn ra như thế nào. Đấy, thế nhưng mà khi mà chúng ta nhìn các cái
các cái cuộc tranh cử của các nước, đặc biệt là nước Mỹ. Bởi vì sao? Bởi vì nước Mỹ là được các cái giới truyền thông cũng như là các cái nước rất là quan tâm, bởi vì người ta đứng ở một cái vị thế rất là cao. Thế nên khi ai trở thành một tổng thống mới của nước Mỹ thì đều rất được quan tâm. Thì chúng ta thấy người ta đều có những cái chiến lược, các cái kế hoạch, các cái kịch bản đã được viết ra rất là cụ thể. Ví dụ như anh tiếp xúc cử tri ở bang này thì anh đề cập với những lời hứa nội dung gì và cái bang khác thì là như thế nào, thì cái đó chúng ta theo dõi chúng ta có thể biết rồi. Và khi trao đổi tranh luận trên truyền hình trực tiếp giữa các ứng cử viên thì chúng ta cũng có thể thấy được là người ta đưa ra cái chiến lược người ta cụ thể như thế nào. Và cái này thì người ta có hẳn một cái ban, đúng không ạ, ban tranh cử. Cái bộ phận đó người ta phụ trách tất cả từ vấn đề truyền thông, quảng cáo, rồi là đưa ra cái lộ trình khi mà anh lên làm tổng thống trong một nhiệm kỳ nó là như thế nào. Đó, nó rất cụ thể và rất rõ ràng. Thế thì cái vấn đề mà khi người dân Ukraine người ta bầu cử cho một người diễn viên thì em không đánh giá thấp, không dám, em không dám đánh giá thấp về cái vấn đề anh ta làm diễn viên hay làm nghề gì. Bởi vì thực tế ra mà nói thì cũng có những người, người ta cũng có những cái tài mà ở lĩnh vực về quân sự hoặc chính trị nhưng mà người ta không không thể hiện ra, có thể người ta làm một nghề khác đấy. Thế nhưng ở đây là gì? Ở đây khi anh ta được bầu lên tổng thống với một số phiếu rất là cao, và trước đó thì có một cái series phim về cái tựa đề là Đầy Tớ Của Nhân Dân, thì cũng có thể trước đó là đất nước Ukraine thì cũng chịu sự kìm kẹp. Chúng ta cứ nói rõ quan điểm là chịu sự kìm kẹp. Bởi vì sao? Bởi vì Nga thì không muốn Ukraine gia nhập NATO và ngả về về Mỹ, để tránh cái trường hợp là Nga sẽ bị áp sát, đấy, áp sát sườn. Và Tây Âu và Mỹ thì lại muốn lôi kéo Ukraine để gì ạ? Để có thể gia nhập NATO, thì lúc đó người ta có thể tự Ok do theo thỏa thuận người ta triển khai các cái hệ thống tên lửa ngay cạnh bên sườn của Nga. Đấy, thì trước đó thì đất nước cũng đã trong cái tình trạng có thể nói là báo động về cái vấn đề mà ngả về bên nào. Đấy, thì nó mới dẫn đến một cái cuộc gọi là biểu tình bạo loạn. Đấy, trước đó mới dẫn đến là cái việc là tổng thống trước đó đã phải dứt áo ra đi, đúng không ạ? Rời khỏi cái vị trí tổng thống, cái này chúng ta đều biết rồi. Thế nên khi mà có cái chiến lược như thế này, đấy, thì rất có thể tầm ảnh hưởng của cái series phim, có nghĩa là khi mà đưa ra một cái tựa đề là Đầy Tớ Của Nhân Dân, rồi cùng với có cái hiểu. tình tiết ở trong phim, đúng không ạ? Tình tiết ở trong phim thì rất có thể là sẽ dẫn dắt người xem. Theo quan điểm của em thôi nhé, cá nhân em suy nghĩ thôi, có thể sẽ dẫn dắt người dân theo dõi cái bộ phim đó, nó hướng tới một cái viễn cảnh rất là tốt đẹp và rất là mơ mộng gì đó của đất nước trong tương lai. Thì từ đó cũng có thể tác động một phần tâm lý vào người dân khi người ta đi bỏ phiếu. Còn ngoài ra nữa thì còn chiến lược như lúc đầu em đã nói. Đấy, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái việc người dân người ta ủng hộ ông ấy lên làm tổng thống. Đấy, dĩ nhiên ở đây em không có nói quá sâu, thế nhưng chúng ta có thể hiểu được cái vấn đề mà như vậy. Còn về cái khi, đúng không ạ, chúng ta nhìn lại đất nước chúng ta có bị kìm kẹp hay không, đúng không ạ, thì chúng ta cũng phải thấy là cái vị trí địa lý của Việt Nam chúng ta hiện nay tại khu vực Đông Nam Á và châu Á thì cũng có rất nhiều nước người ta muốn có một cái quan hệ ngoại giao, ít nhất là một quan hệ ngoại giao mà có thể gây tầm ảnh hưởng đến khu vực theo chiến lược châu Âu, phát triển châu Á Thái Bình Dương của Mỹ và các cái nước khác. Đấy, và đặc biệt là chúng ta có cảng Cam Ranh rất là thuận lợi về vị trí quân sự. Theo em hiểu biết là như vậy, thì dĩ nhiên là các nước cũng đều muốn, đúng không ạ, cũng đều muốn là có cái sức ảnh hưởng nhất định. Đấy, chí ít là cũng phải có một ít nào đó để có thể mà tiện cho cái việc mà phát triển ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Thế nhưng mà với chính sách ngoại giao
của lãnh đạo Đảng nhà nước chúng ta có thể thì nhìn thấy là gì ạ? Rất là tài tình và khéo léo. Cho đến ngày hôm nay, Việt Nam chúng ta vẫn cứ yên bình, đúng không ạ? Vẫn cứ tự do phát triển, vẫn cứ tự do đi lại, vẫn tự do mọi vấn đề. Thì chúng ta có thể thấy được là cái đó là một cái mà không phải dễ gì chúng ta có được. Đó là một cái chính sách có thể nói là như lúc đầu anh Nam Phong có nói đó, là ngoại giao bao che đó. Đấy, nó rất là tuyệt vời mà không phải ai cũng có thể đánh giá hết được cái tầm quan trọng của nó. Chính vì vậy khi mà ông Tổng thống Ukraine đắc cử năm 2019, thì khi mà có những cái phản ứng rõ rệt đối với Nga và phương Tây thì nó mới xảy ra cuộc chiến ngày hôm nay. Đó là cái hậu quả tất yếu mà trước đó Nga đã cảnh báo rất nhiều lần. Thế thì Việt Nam chúng ta cũng vậy. Đấy. Cái chính sách ngoại giao chỉ cần anh không 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 khéo léo, đúng không ạ? Thì nó sẽ dẫn đến cái hậu quả rất nặng nề, mà người chịu hậu quả đó là người dân. Đấy, thì qua đó em cũng đã nói rồi. Đấy, chúng ta phải cảnh giác thực sự là phải cảnh giác cao đối với những người mà bây giờ người ta cũng có những cái việc người ta chống phá, nhưng mà người ta chống phá theo kiểu là cũng mềm mỏng. Đấy, người ta đi từ từ, từng bước một, người ta sử dụng nhiều cái chiêu trò, nhiều cái lợi ích đấy, để người ta lôi kéo. Thì cái đó nó cũng không không loại trừ khả năng sẽ xảy ra. Còn cái vấn đề mà mọi người cứ đề cập đến, hai vấn đề đó là gì? Đó là không nên chê cười Mỹ và NATO. Thì ở đây em không chê cười Mỹ và NATO khi người ta không gửi quân tham chiến. Cái đó là rất rõ ràng, Tổng thống Mỹ đã khẳng định rồi. Một là gì ạ? Để tránh xảy ra cái chiến tranh không mong muốn. Đó là chiến tranh thế giới lần thứ ba và gì ạ? Và chiến tranh hạt nhân. Cái đó là cái đụng độ mà có thể nói mà Tổng thống Putin ông đã khẳng định rất là cứng rắn. Đó là đừng có quốc gia nào can thiệp. Còn nếu các anh mà can thiệp là các anh phải chịu hậu quả nặng nề chưa từng có trong lịch sử. Đó, ông cũng khẳng định rất là cứng rắn như vậy. Thì cái vấn đề ở đây em không có cười cái vấn đề NATO hay Mỹ không can thiệp. Bởi vì thực ra nó có đạt được mục đích hay không trong vấn đề Ukraine gia nhập NATO. Nó không phải nhất thiết quá quan trọng và bắt buộc. Và người ta cũng không có lợi ích gì quá sâu ở đây. Đấy, thế nên người ta chỉ tham gia ở mức độ ví dụ như viện trợ về kinh tế, về quân sự thôi, về vũ khí thôi. Chứ người ta không gửi quân tham chiến, nó là chuyện hết sức bình thường và ai cũng nhìn nhận ra cái vấn đề này. Đấy, thế nhưng em buồn cười ở đây là buồn cười là gì? Đó là một vị tổng thống của một quốc gia, thế nhưng mà anh lại gọi điện mà người ta không đáp ứng thì nó là gì ạ? Là không có ai mà cùng với mình để bảo vệ quốc gia mình. Thế thì cái bảo vệ quốc gia nó là thuộc trách nhiệm của những người lãnh đạo nhà nước và toàn thể quân và dân của quốc gia đó. Chứ chúng ta không lệ thuộc vào bất kỳ một quốc gia nào. Và cái này lúc nãy em đã nói, đó là tư tưởng của Bác Hồ đã khẳng định rất rõ trong vấn đề này. Và Việt Nam chúng ta trước giờ đều như vậy. Thì mới được cái độc lập tự chủ đến ngày hôm nay. Chúng ta không bị cái nước nào can thiệp cũng như là lệ thuộc vào quốc gia nào. Để khi mà có những cái bất ổn về an ninh quốc gia là chúng ta sẵn sàng xử lý và xử lý theo cái cách riêng của Việt Nam, thì chúng ta không lệ thuộc hay là theo một chiến lược của bất kỳ một quốc gia nào. Cái đó là cái rất đáng mừng và em hy vọng là mọi người có thể hiểu được cái đó và tiếp tục đồng hành cùng với Đảng Nhà nước trong cái thời gian tương lai. Ngoài thế hệ chúng anh em chúng ta ra, chúng ta phải giữ gìn cho thế hệ con cháu chúng ta trong cái môi trường hòa bình và phát triển. Đấy, cái cảnh chiến tranh thì chúng ta chưa được nhìn thấy thực tế, nhưng mà hiện nay trên các cái phương tiện thông tin đại chúng chúng ta nhìn chúng ta có thể thấy được rồi. Còn càng ngày thì cái phát triển vũ khí càng hiện đại, độ sát thương càng lớn, đấy, nguy cơ tử vong càng cao. Cái đó là rất rõ ràng, chúng ta có thể nhìn thấy được. Thế thì ngoài cái vấn đề mà chúng ta giữ gìn nó thì chúng ta cũng phải cảnh giác. Em đã nói cảnh giác cực cao đối với những cái thành phần người ta sử dụng bất chấp chiêu trò. Đấy, từ cái việc người ta lung lạc chúng ta về mặt tư tưởng, đấy, cụ thể là người ta đưa ra những cái bài viết hoặc những cái bài nói chuyện mà nó rất dễ là làm chúng ta lung lay về mặt tư tưởng bằng những lời ngon tiếng ngọt, đúng không ạ? Đó, rồi là gì? Rồi vấn đề là người ta tẩy trắng cái lịch sử. Cụ thể nhất là gì? Người ta có những cái ý tưởng người ta
thay đổi lịch sử về cái vấn đề chiến tranh Việt Nam. Đấy, thì thời gian qua chúng ta đều hiểu. Và cái quan trọng hơn đó là từ cái sự tác động từ trong nước, đó là gì? Đó là từ những cái thành phần mà tự cho mình là có ảnh hưởng trong xã hội, có tri thức, có tầm hiểu biết, có tầm ảnh hưởng, người ta có những cái động thái, có cái động thái tác động dần dần vào tư tưởng của những người, có thể là những người hâm mộ, mến mộ, những người mà giới trẻ đấy, đặc biệt là giới trẻ, thì các em các cháu thì cũng có thể là ít tiếp xúc với vấn đề về chính trị, thế nên là ít nhiều cũng sẽ bị dễ bị thay đổi về Chắc tư là duy, đấy, lung lạc về tư tưởng đó, tác động. Thế nên là cái mà chúng ta cần là chúng ta phải có, ngoài cái vấn đề cảnh giác rồi, thì chúng ta cần phải có những cái lời nói nó cụ thể, bằng những cái dẫn chứng cụ thể để cho mọi người có thể nhìn thấy, rồi mọi người tự đánh giá xem những người đó là người như thế nào, đấy, có đáng để chúng ta tin tưởng hay không, đấy, tin tưởng hay không, hay là giống như cái chiến dịch bầu cử ở Ukraine này cũng vậy. Thì các cụ đã có câu nói rất là hay, đấy, các cụ đã có một câu nói rất là hay mà để giáo dục chúng ta, mà khi mà chúng ta có cái sự sự yêu ghét đó, chúng ta phải có sự phân biệt rất rõ ràng. Bởi vì sao? Bởi vì là khi yêu thì củ ấu cũng tròn, ghét nhau bồ hòn cũng méo. Đấy, chính vì vậy nên là cái nhìn nhận của chúng ta nó rất là quan trọng, của mỗi cá nhân nó rất là quan trọng. Khi nhìn nhận một vấn đề thì chúng ta nhìn nhận nó khách quan hơn, nó có thể tìm hiểu nhiều hơn, thì chúng ta đưa ra cái sự lựa chọn và sự so sánh nó rõ ràng hơn. Đấy, để tránh cái trường hợp mà chúng ta bị những cái thành phần người ta lung lạc, đấy, xoay chuyển để mà phá đi những cái mà khó khăn lắm chúng ta mới đạt được, chứ không dễ gì mà Bác Hồ có nói một câu đúng không ạ? Đó là dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập. Đó là cái giá mà không có cái nào mà mua được, không có tiền nào có thể mua được cả. Thế nhưng người ta có thể mua chúng ta bằng tiền để chúng ta thay đổi về tư duy và tư tưởng, cụ thể là những cái tấm gương đấy, như các cái thành phần được cho là đấu tranh của dân chủ đã lần lượt đã rời bỏ quê hương, phản bội Tổ quốc để đi sang cái miền đất hứa theo như cái nguyện vọng cá nhân của người ta. Và khi người ta đạt được mục đích thì người ta lập tức quên đi ngay cái tư tưởng ban đầu, người ta là vì cái gì. Đấy, có chăng nữa người ta nhớ đến là lên mạng để chống và làm những cái clip để người ta kiếm cơm thôi, chứ còn người ta không có một cái bất cứ cái động cơ mục đích tốt đẹp nào cho người dân Việt Nam chúng ta cả. Thế nên là em có chia sẻ thêm một chút như vậy thì cũng cảm ơn anh đã cùng anh chị em cô chú bác đã lắng nghe. Thì thời gian nó cũng hơi dài, em sợ là nói lâu quá thì mọi người cũng loãng, với hai nữa là cũng để anh em khác lên chia sẻ. Em xin cảm ơn anh và tất cả mọi người đã lắng nghe. Ok, anh cảm ơn Trung.